Bạn Hoàng Thị Lê Hà đến từ Thái Nguyên. Xin chào MC Đinh Tiến Dũng. Vâng. Xin kính chào quý vị khán giả truyền hình. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Hoàng Thị Lê Hà, hiện tôi làm việc trong lĩnh vực kiểm toán và hiện tại thì tôi đang công tác tại một ngân hàng tại Hà Nội ạ. Hôm nay tôi rất vui khi được tham dự sân chơi Ai Là Triệu Phú của Đài Truyền hình Việt Nam. Tôi rất mong nhận được sự ủng hộ cổ vũ của quý vị khán giả dành cho chương trình. Tôi xin trân trọng cảm ơn ạ. Vâng ạ. Phải nói là cái phần giới thiệu ban đầu rất là đáng yêu, bởi vì em cảm giác như kiểu chị lần đầu ra mắt nhà chồng ấy, kiểu tay kiểu hơi tay, hơi ngại đúng không? Dạ. Vâng. Xin mời chị lên ghế nóng ạ. Dạ vâng. Cảm ơn anh. Chị đang là một kiểm toán viên. Dạ vâng ạ. Vâng. Cái tố chất cần thiết của một người kiểm toán đó là gì ạ? Cái đầu tiên phải là làm việc với thái độ trung thực và khách quan. Trung thực và khách quan. Dạ vâng, đấy là cái quan trọng nhất. Dạ, tức là ngay từ ban đầu là mình không có định kiến bất kể cái gì, không có thiên kiến bất kể vấn đề gì. Dạ vâng, đúng ạ. Vâng. Chị có vẻ là một người mẹ kỷ luật. Tôi có hai bạn trai, hai con trai. Tôi cũng không áp lực nhiều cho các bạn, chỉ hướng cho các bạn rằng là các con phải cố gắng. Trong cái năng lực của mình ấy, tôi không áp lực quá các bạn. Tuy nhiên là trong cuộc sống thì vẫn phải có kỷ luật. Vâng. Có những cái quy định của gia đình là chúng ta phải như thế này, tuy nhiên là các bạn phải chấp hành. Vâng. Em nhận thấy là con cái học nhiều nhất là từ thực tế bố mẹ như thế nào. Tức là nếu mình không thể bảo con cái phải giữ kỷ luật nếu như trong khi bản thân mình không có kỷ luật. Tôi cũng nghĩ rằng là cái bố mẹ chính là cái tấm gương cho con cái. Vâng. Khi mình muốn con cái mình như thế nào, hướng đến như là một cái con người như thế nào thì bản thân bố mẹ phải gương mẫu và phải thực hiện những cái điều đấy mà làm sao con cái nó tự soi vào và có thể nhìn ra cái tấm gương học theo bố mẹ để có thể tốt nhất cho các bạn đấy ạ. Vâng. Dạ. Hôm nay chị đến chơi với chương trình Ai Là Triệu Phú với ai ạ? Hôm nay tôi đi cùng với con trai của mình là Dương Hoàng Minh ạ. Vâng. Xin chào bạn Minh. Dạ vâng, chào chú ạ. Bạn Minh hiện nay đang học hay công tác ở đâu ạ? Dạ vâng. Cháu hiện tại đang là sinh viên năm 2 ở trường Đại học Ngoại thương ạ. Sau này chắc lại định theo nghề của mẹ. Trước mắt thì cháu không muốn đi theo nghề của mẹ mà cháu muốn đi tìm hiểu sâu thêm về các lĩnh vực bên ngoài khác. Và nhưng mà chắc chắn là cháu sẽ phải nhờ đến sự trợ giúp rất nhiều của mẹ ạ. Đối với cháu là mẹ là một người rất giỏi chuyên ngành ạ. Cháu có thích những cái môn liên quan đến kiểm toán hay là tài chính không? Các con số không? Nếu để mà làm việc với con số thì cháu tương đối thích, nhưng mà có một cái cháu thiếu đi mất đó là tính cẩn thận, cho nên là đối với cháu thì nghề kiểm toán có lẽ không quá là phù hợp ạ. Không, thực ra cái tính cẩn thận thì mình thường sẽ học được khi mà mình phải trả giá. Cháu cứ từ từ. Dạ vâng. Mình cứ làm được khoảng mình đền vài hóa đơn thì lúc ấy là chú nghĩ là tự nhiên cháu sẽ cẩn thận thôi. Chứ còn bây giờ mà bảo mẹ có bảo hàng ngày là con phải cẩn thận này kia khó lắm. Ngoài ra ngoại thương cũng là một nơi mà cung cấp khá nhiều MC cho đài truyền hình, mà chú thấy cháu cũng có ngoại hình cũng tốt, không biết là có đi theo cái ngạch là theo chân các đàn anh đàn chị là vào đài truyền hình làm MC không? Cháu nghĩ là sẽ phải để nghề chọn người, chứ còn cháu cũng chưa có xác định một cái xác định rõ ràng dành cho tương lai của bản thân mình ạ. Chú nghĩ là hôm nay cháu lên hình như này, biết đâu được khoảng 5-10 năm nữa khi cháu đang dẫn chương trình Ai Là Triệu Phú, cháu nói rằng là ngày xưa tôi khi tôi đi là người trợ giúp cho mẹ tôi ở trên khán đài, tôi đã từng nghĩ rằng là nghề chọn người và nghề đã chọn tôi và tôi ngồi đây, ví dụ như vậy, biết đâu đấy đúng không? Dạ vâng, nếu thế okay. Thì được thế cháu, tốt quá. Nếu vào ngày đầu tiên làm trong đài truyền hình, cháu sẽ đi gặp chú Đinh Tiến Dũng đầu tiên ạ. Lúc ấy chú chắc là đang làm chức to lắm. Gặp chú hơi khó rồi đúng không ạ? Vâng. Cháu cứ ở trên đấy và lát nữa sẽ trợ giúp cho mẹ khi mẹ cháu cần. Dạ vâng ạ. Chị Hà thân mến, sau đây em sẽ thông qua với chị về luật chơi của chương trình. Dạ vâng ạ. Chúng ta có tất cả 15 câu hỏi. Dạ. Trong đó có 3 mốc quan trọng là mốc 5, mốc 10 và 15. Dạ. Chị sẽ có 3 quyền trợ giúp, đó là 50-50, gọi điện thoại cho người thân, hỏi ý kiến con trai trên khán đài. Và kể đến câu số 6, chị sẽ có thêm một quyền trợ giúp, đó là hỏi ý kiến các nhà thông thái. Ngày hôm nay chúng ta có sự trợ giúp của hai nhà thông thái, đó là nhà báo Vũ Quỳnh Hương và siêu trí tuệ Việt Nam Hà Việt Hoàng. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng với hai nhà thông thái ạ. Xin chào hai nhà thông thái ạ. Xin chào anh Dũng, xin chào người chơi. Và hôm nay là người chơi của chúng ta chọn người đồng hành là con trai ruột của mình ạ. Vâng, vâng ạ. Chọn cậu cả đi để ô tống. Bây giờ là bắt đầu trong trường quay là có nhiều Gen Z hơn, nhiều thế hệ thanh niên hơn. Chưa biết là kiến thức hay là thử thách có lớn hay không, nhưng mà về sức leo núi là có vẻ là hợp lý rồi đấy ạ. Để mà chọn thì một người đồng hành kém tuổi như thế này thì thật sự là đấy là một cái niềm tin tưởng rất là lớn, không chỉ là của một người mẹ mà còn có một cái sự gọi là trao gửi sâu sắc vào thế hệ tương lai đấy. Dạ vâng ạ. Vâng, cảm ơn các nhà thông thái ạ. Vâng. Hôm nay tôi cũng mang cháu đi để
tạo cho mình thêm cái cảm giác yên tâm hơn khi mà ngồi trên ghế nóng cùng với MC Đinh Tiến Dũng ạ. Vâng ạ, thế thì coi như là em thấy mọi chuyện đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Chị đã sẵn sàng chưa? Dạ vâng, tôi đã sẵn sàng ạ. Vâng ạ. Dạ. Thưa quý vị, khi người chơi của chúng ta đã sẵn sàng thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm ai là triệu phú. Xin mời câu hỏi đầu tiên. Món gì khi nấu quá lửa sẽ bị khê? Gà kho, thịt rang, cá rán hay là cơm? Mời chị. Tôi xin chọn phương án D ạ. D. Cơm ạ. Cơm, dạ. Cơm khê. Hoàn toàn chính xác, thì chúc mừng chị. Xin mời câu hỏi số 2. Khóa son là khái niệm xuất hiện trong môn học nào? Toán học, hóa học, âm nhạc hay là vật lý? Mời chị. Tôi xin chọn phương án C, âm nhạc ạ. C, âm nhạc. Hoàn toàn chính xác, thì chúc mừng chị. Ở nhà chị có cho các cháu học nhạc không ạ? Các cháu thì cũng học một chút ạ. Vâng, thế thì chắc chắn là biết khóa son rồi. Dạ. Xin mời câu hỏi số 3. Từ nào còn thiếu trong câu thành ngữ nhà sạch thì mát, ba chấm sạch ngon cơm, nồi, đũa, chảo hay là bát? Xin mời chị. Tôi xin chọn phương án D, bát ạ. Bát, nhà sạch thì mát, bát sạch ngon cơm, hoàn toàn chính xác, xin chúc mừng chị. Xin mời câu hỏi số 4. Các bộ câu hỏi trong chương trình Ai là triệu phú được thiết kế theo hình thức thi nào? Trắc nghiệm, tự luận, tiểu luận hay là bài tập lớn? Mời chị. Dạ, tôi xin chọn đáp án A, trắc nghiệm ạ. A, trắc nghiệm, hoàn toàn chính xác, xin chúc mừng chị. Xin mời câu hỏi số 5. Địa phương nào ở nước ta nổi tiếng với việc sản xuất rượu vang? Nghệ An, Đà Lạt, Hà Nội hay là Cà Mau? Tôi xin chọn phương án B, Đà Lạt ạ. B, Đà Lạt, vang Đà Lạt, hoàn toàn chính xác, xin chúc mừng chị. Chị có nói trong bản đăng ký là nếu có tiền thưởng khá khá thì sẽ cả gia đình sẽ đi chơi. Dạ vâng. Chị nghĩ là khoảng bao nhiêu thì là đủ chuyến đi chơi của gia đình? Để mà cũng tương đối một chút thì chắc khoảng 20-30 triệu gì đó là 20-30 triệu, tức là tầm câu 11 hoặc 12. Em nghĩ là xông xênh một chút thì là 12 đi. Chị đã vượt qua câu số 5. Phần thưởng hiện tại của chị đang là 2 triệu đồng. Dạ. Nếu vượt qua câu số 6, phần thưởng của chị sẽ tăng lên là 3 triệu đồng. Dạ. Và kể từ câu số 6, chị sẽ có thêm quyền trợ giúp của các nhà thông thái. Và từ câu này thì các nhà thông thái sẽ ngừng kết nối với trường quay. Họ sẽ quay trở lại khi chị cần nhờ đến. Dạ vâng. Chị còn nguyên cả 4 quyền trợ giúp. Chị sẵn sàng đến với câu số 6 chưa? Dạ vâng, tôi sẵn sàng ạ. Xin mời câu hỏi số 6. Quốc gia nào có diện tích tự nhiên lớn nhất châu Mỹ? Mỹ, Canada, Brazil hay là Argentina? Xin mời chị. Tôi đang nghĩ đến phương án Canada. Chị có hay nhìn bản đồ thế giới không? Ở đây thì Brazil và Argentina là Nam Mỹ. Vâng. Canada và Mỹ là châu Mỹ. Câu này thì chắc là tôi phải sử dụng quyền trợ giúp. Vâng, em nghĩ khi là khi không chẳng may mà lại ra về. Còn bốn vâng. quyền trợ giúp thì hơi kỳ. Chắc là cho tôi gọi điện thoại đi ạ. Gọi điện thoại? Vâng. Chị gọi điện thoại cho ai? Chị gọi điện thoại cho em Hiếu ạ. Em Hiếu? Dạ, và là em trai của tôi ạ. Vâng ạ. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng với bạn Hiếu ạ. Đây, có tín hiệu rồi. Alo ạ. Xin chào bạn Hiếu ạ. Dạ vâng, xin chào giáo sư Xoay ạ. Vâng. Bạn nhận được tôi rồi thì tức là bạn cũng biết tình hình như thế nào rồi đấy. Tôi đang ngồi với chị gái bạn. Dạ vâng, giáo sư nhân viên quá. Vâng. Chị gái bạn đang gặp một chút khó khăn với câu hỏi của chương trình Ngay là Triệu Phú. Bạn sẵn sàng trợ giúp chưa? Vâng, vâng, tôi sẵn sàng rồi ạ. Vâng ạ, hai chị em sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây, vâng. Bắt đầu. Em ơi, quốc gia nào có diện tích tự nhiên lớn nhất châu Mỹ? Vâng, ok chị. Mỹ, Canada, Brazil và Argentina. Quốc gia có diện tích lớn nhất châu Mỹ? Vâng ạ, quốc gia này chắc chắn là Mỹ luôn ạ. Bởi vì nó đứng thứ tư thế giới và... À không, sau Canada đứng thứ hai thế giới. Canada chị ạ. Canada đúng không? Vâng ạ, Nga, Canada, Trung Quốc và Mỹ ạ. Cảm ơn em. Dạ, vâng ạ. Vậy là linh cảm của chị đúng.
tôi giờ lại tự nhiên cảm thấy hơi tiếc cái quyền trợ giúp đáng quý này. Hơi tiếc. Vâng. Chị là người cẩn thận. Vâng, đúng rồi ạ. Chắc là do cái nghề nghiệp nó tạo ra cái tính cách của tôi. Vâng. Nên là cuối cùng thì tôi xin phép chọn đáp án B, Canada theo sự trợ giúp của em trai mình. Nên là cũng phù hợp với cái suy nghĩ lúc đầu, suy nghĩ lúc đầu của tôi. Vâng. Phương án B, Canada. Và những gì cần phải giải thích thì lúc nãy là bạn Hiếu đã giải thích rồi. Phương án B là phương án chính xác, xin chúc mừng chị. Đúng là công việc nó sẽ làm nên tính cách của mình, ảnh hưởng đến tính cách trong cả cuộc sống chứ không chỉ riêng là trong công việc không. Đúng rồi ạ. Chị đã vượt qua câu số 6, phần thưởng hiện tại của chị bây giờ đang là 3 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 7, phần thưởng của chị sẽ tăng lên là 6 triệu đồng. Và chị còn 3 quyền trợ giúp nữa. Chị sẵn sàng đến với câu số 7 chưa? Dạ vâng, tôi sẵn sàng ạ. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 7. Tiểu thuyết đầu tay của nhóm Tự Lực Văn Đoàn là tác phẩm nào? Thanh Đức, Gánh Hàng Hoa, Đời Mưa Gió hay là Hồn Bướm Mơ Tiên? À, chị có hay tìm hiểu về văn chương cái thứ không? Văn chương thì tôi cũng hay tìm hiểu nhưng mà tự nhiên tôi lại không nhớ chính xác là tiểu thuyết đầu tay của nhóm Tự Lực Văn Đoàn. Vâng. Câu này vẫn thuộc dạng câu khó đối với tôi. Tôi xin trợ giúp mà. Vâng. Hỏi các nhà thông thái ạ. Hỏi các nhà thông thái. Dạ. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng với hai nhà thông thái ạ. Xin chào hai nhà thông thái. Xin chào trường quay. Người chơi của chúng tôi đang gặp một chút khó khăn và muốn nhờ sự trợ giúp của hai nhà thông thái. Hai người sẵn sàng chưa? Chúng tôi đã sẵn sàng. Vâng ạ. Người chơi và các nhà thông thái sẽ có 30 giây để vừa hỏi vừa trả lời. 30 giây bắt đầu. Dạ. Tiểu thuyết đầu tay của nhóm Tự Lực Văn Đoàn là tác phẩm nào ạ? Thanh Đức, Gánh Hàng Hoa, Đời Mưa Gió hay là Hồn Bướm Mơ Tiên ạ? Nếu như cháu nhớ không nhầm thì là phương án D, Hồn Bướm Mơ Tiên. Thực ra là đây là cháu chỉ chắc khoảng tầm 60-70%. Tại vì là Thanh Đức và Đời Thanh Đức và Đời Mưa Gió thì là hai tác phẩm khá là lạ. Gánh Hàng Hoa và Hồn Bướm Mơ Tiên thì quen hơn, trong đó thì cháu có nhớ mang máng Hồn Bướm Mơ Tiên là tác phẩm đầu tiên. Vâng. Vâng, thì tôi nghĩ là 80% thì cũng cũng là cao. Vâng, cũng đảm bảo cái độ tin cậy rồi ạ. Vâng. Thì tôi chọn phương án D, hồn bướm mơ tiên ạ. D. Hồn Bướm Mơ Tiên. Vâng, đúng là kiểu nhà văn ngày xưa họ cũng chọn những cái từ rất là đẹp. Dạ. Và Hồn Bướm Mơ Tiên liệu có phải là một cái tên đẹp không, hay là Gánh Hàng Hoa, hay là Đời Mưa Gió mới là một cái tên đẹp? Đáp án chính xác sẽ có sau ít phút nữa. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Ai Là Triệu Phú. Người chơi của chúng tôi sau khi nhờ sự trợ giúp của các nhà thông thái với tỷ lệ trợ giúp lên đến tầm độ khoảng là 70-80% cho rằng là chính xác phương án D. Chị đã chọn D, Hồn Bướm Mơ Tiên. Và phương án D là phương án chính xác. Xin chúc mừng chị. Chúng tôi xin phép được kết nối lại với hai nhà thông thái ạ. Xin chào hai nhà thông thái ạ. Xin chúc mừng hai chị em đã có một phần tư vấn thành công. Chúc mừng người chơi. Dạ vâng, cảm ơn hai nhà thông thái ạ. Vâng. Sao cái phần của Hoàng em lại chỉ chắc có 65-70%? Tại vì thực ra là em nhớ tới tên tác phẩm này cũng không hoàn toàn là việc nó là tác phẩm đầu tay của Tự Lực Văn Đoàn, mà em nhớ bởi vì nó là một cái tác phẩm có một cái tên rất là đặc biệt, có một cái hai câu thơ em rất thích, đấy là Chảy Khô Một Tiếng Tan Niềm Tục, Hồn Bướm Mơ Tiên Lẫn Sự Đời. Thế nên là em chỉ nhớ là cái tác phẩm đấy có một cái tên rất đẹp và em gắn liền nó với Tự Lực Văn Đoàn, chứ còn em cũng không thực sự chắc chắn 100% là nó là tác phẩm đầu tay. Vâng, xin cảm ơn các nhà thông thái ạ, phần tư vấn rất hiệu quả. Cảm ơn hai chị em. Chị Hà thân mến, như vậy là chị đã vượt qua câu số 7, phần thưởng hiện tại của chị đang là 6 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 8, phần thưởng của chị sẽ tăng lên là 10 triệu đồng và chị còn hai quyền trợ giúp, đó là 50-50 hoặc là hỏi ý kiến con trai ở trên khán đài. Chị sẵn sàng đến với câu số 8 chưa?
Vâng, tôi sẵn sàng ạ. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 8. Ca khúc Cô Tấm Ngày Nay của cố nhạc sĩ Ngọc Châu là nhạc phim của bộ phim nào? Phía trước là bầu trời, sóng ở đáy sông, chuyện nhà Mộc hay là Xin Hãy Tin Em? Mời chị. Câu hỏi này thì tôi xin chọn đáp án C, chuyện nhà Mộc ạ. Uầy, thế là không cần phải tính toán suy luận luôn, chị biết thông tin này luôn. Tôi có biết bài hát này và có xem phim này. Vâng. Tôi cũng hy vọng là tôi nhớ chính xác. Vâng ạ. Và chị đã nhớ chính xác, phương án C là phương án đúng. Xin chúc mừng chị. Dạ vâng, cảm ơn anh ạ. Chị đã vượt qua câu số 8, phần thưởng hiện nay của chị đang là 10 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 9, phần thưởng của chị sẽ tăng lên là 14 triệu đồng. Chị còn hai quyền trợ giúp nữa, đó là 50-50 hoặc là hỏi ý kiến của con trai. Dạ. Chị sẵn sàng đến với câu số 9 chưa? Vâng, tôi sẵn sàng ạ. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 9. Vị vua nào trong lịch sử nước ta còn được gọi là Chúa Trổm? Lê Trang Tông, Lê Hiển Tông, Lê Thần Tông hay là Lê Hy Tông? Xin mời chị. Chị có bao giờ nghe cái câu Chúa Trổm thì tôi có nghe nợ như Chúa Trổm. Nợ nhưng như Chúa Trổm. Để mà ghép vào tên của một vị vua nào thì tôi chắc là tôi dùng sự trợ giúp thì trợ giúp của người đồng hành ạ. Vậy thì xin mời Minh xuống đây. Cháu hết trợ giúp cho mẹ của mình. Tại vì câu này mà 50-50 thì em nghĩ nhiều khả năng cũng chưa ra được, vì cả bố đông này đều thấy như nhau. Nào, mời hai mẹ con bàn bạc với nhau. Dạ vâng. Con phân tích đi xem có thông tin nào không? Cái thông tin này nó tương đối là thú vị. Theo con thì đáp án chính xác dành cho câu này nó sẽ là A, Lê Trang Tông. Lê Trang Tông, tại sao? Trang Tông. Chắc chắn. Khá là chắc chắn ạ, bởi vì cháu vẫn nhớ cái thông tin này, vì nó đối với cháu nó thú vị. Và cháu đã nhớ nó từ rất là lâu rồi ạ. Rồi. Vâng, thì tôi cũng nhờ sự trợ giúp của con trai của mình, tôi cũng tin tưởng cái kiến thức mà cháu cung cấp ở đây. Tôi xin chọn đáp án A, Lê Trang Tông ạ. A, Lê Trang Tông. Vâng, thêm thông tin như này. Mẹ của vua khi chạy trốn đến vùng đất của Mường Khòng, lánh nạn truy sát đã hạ sinh ra nhà vua, được quan và dân ở đây bao bọc, che giấu. Mọi người thường gọi ngài là Trù Trốm, có nghĩa là giấu trộm. Và sau này Trù Trốm đã bị đọc trạch lại thành Chúa Trổm. Còn lại cái chuyện nợ như nào thì không thấy liên quan ở đây. Và ông vua đấy là Lê Trang Tông. Xin chúc mừng hai mẹ con. Cảm ơn con Trang. Rồi, cảm ơn Minh. Cảm ơn con. Một sự trợ giúp rất hiệu quả từ con trai. Vâng ạ. Tức là ngoài động viên về tinh thần ra thì bạn ấy cũng rất chịu khó đọc. Dạ. Và bạn ấy biết thông tin. Như vậy là với sự trợ giúp của con trai, chị đã vượt qua được câu số 9. Phần thưởng hiện tại bây giờ đang là 14 triệu đồng. Nếu vượt qua câu số 10, phần thưởng của chị sẽ tăng lên là 22 triệu đồng. Chị chỉ còn một quyền trợ giúp, đó là 50-50. Chị sẵn sàng đến với câu số 10 chưa? Dạ vâng, tôi sẵn sàng ạ. Vâng ạ. Xin mời câu hỏi số 10. Hiện nay vẫn chưa xác định được vị trí chính xác của công trình nào trong 7 kỳ quan thế giới cổ đại. Đền Artemis, tượng thần mặt trời ở Rốt, lăng mộ Mausolus hay là vườn treo Babylon? Xin mời chị. Vườn treo Babylon thì biết rồi, là xác định được ở Iraq rồi. À, tức là vườn treo Babylon. Vâng. Tôi sử dụng quyền trợ giúp 50-50 ạ. Vâng ạ. Chúng tôi xin nhờ máy tính bỏ giúp đi hai phương án không chính xác ạ. Rồi, còn lăng mộ Mausolus hay là vườn treo Babylon, hai phương án. Như tôi phân tích lúc nãy, tôi có nghe thông tin có là vườn treo Babylon thì đã xác định rồi, nên tôi chọn phương án C là lăng mộ Mausolus. C, lăng mộ Mausolus. Chị đã biết thông tin về vườn treo Babylon là tìm thấy rồi. Đáp án chính xác của câu này sẽ có sau ít phút nữa. Đây
là giây phút triệu người Việt hết mình cho một niềm tự hào. Chào mừng quý vị đã quay trở lại chương trình Ngân Lời Triệu Phú. Người chơi của chúng tôi, chị Hoàng Thị Lê Hà, đang ở câu số 10. Sau khi sử dụng quyền trợ giúp 50-50, còn hai phương án. Và với thông tin chị đã biết là vườn treo Babylon đã xác định được vị trí, chị ngay lập tức chọn lăng mộ Mausolus. Và phương án chính xác của câu hỏi này là D, vườn treo Babylon. Tiếc quá. Vườn treo Babylon là công trình duy nhất trong số 7 kỳ quan thế giới cổ đại mà vị trí vẫn chưa được xác định chính xác. Không có văn bản thời Babylon còn tồn tại nào nhắc tới vườn treo, và không có bằng chứng khảo cổ vững chắc nào là tìm được thấy vườn treo Babylon cả. Hơi tiếc chị nhỉ? Hơi tiếc. Vâng, bay mất chuyến du lịch thôi. Bây giờ còn 2 triệu thì mình lấy cớ là có 2 triệu rồi mình đi du lịch cũng được. Dạ vâng ạ. Vâng. Ban đầu là chị nói là một trong những cái đặc tính rất quan trọng đó là không được phải rất là khách quan, không được tin vào những thông tin chủ quan. Cuối cùng thì mình lại chính chị mắc vào lỗi chủ quan. Chủ quan đấy. Dạ. Vì chị đã tin rằng là mình có thông tin này và chị gần như chị xác lập là vườn treo Babylon sẽ là phương án chị loại trừ. Và khi 50-50 nó chốt lại như này cái lập tức là theo cảm quan mình sẽ chọn luôn là phương án còn lại, không phải là Babylon. Đúng lúc này thì tín hiệu báo hết giờ của chương trình cũng đã vang lên. Và phần thưởng chị mang về sẽ là 2 triệu đồng. Cảm ơn chị với một phần thi rất là nhiều cảm xúc. Còn với quý vị khán giả, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Và chúng tôi xin kính chúc quý vị luôn mạnh khỏe, bình an và có thật nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại trong chương trình tuần sau. Xin cảm ơn chị. Dạ vâng. Hơi tiếc một chút. Cảm ơn anh ạ. Dạ. Nhưng mà lấy cái cớ này xong mà làm chuyến du lịch em nghĩ cũng được. Dạ.